Vũ Cẩm Nhung từng là một siêu mẫu đình đám của buôn bản giải trí trong nước. Sau rất nhiều năm dấn canh bóng để xây dựng tổ ấn riêng và sợ hãi doanh, thời gian gần đây, cô tái xuất khi nhập cuộc nhiều sự khiếu nại lớn. Mới đây nhất, bà mẹ hai con tự tin khoe bộ hình thời trang đầy đẳng cấp và ấn tượng. Chọn mặt 8C cất nổi bật của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, Vũ Cẩm Nhung khoe khéo được cả vẻ trẻ trung, gợi cảm lẫn thần thái chuyên nghiệp trong từng khung hình. Bên cạnh những mẫu đầm hở giai trần, Vũ Cẩm Nhung còn tự tin mặc những bộ cánh với điểm nhấn là những đường xếp gấp gáp tạo hình hoa đầy tinh tế. Chiếc đầm trắng thanh lịch, thuần khiết cũng được Vũ Cẩm Nhung ưu ái lựa chọn. Một số hình ảnh mới nhất của Vũ Cẩm Nhung.